Tập cuối bộ phim Lối về miền Hoa lên sóng tối 30 tháng 3 với cái kết vô cùng viên mãn. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực của khán giả nên khi Trọng Lân hé lộ sẽ có phần 2 khiến nhiều người không khỏi tò mò, háo hức. Trên trang cá nhân, Trọng Lân đăng tải ảnh hậu trường kèm chia sẻ úp mở về việc sẽ có phần 2 bộ phim Lối về miền Hoa. Anh viết, đi chụp poster cho Lối về miền Hoa phần 2, dự kiến lên sóng vào tháng 8 nha. Mọi người thấy tạo hình của lợi đầu bò phần 2 này thế nào ạ? Sau đó, màn tung hứng của dàn diễn viên Anh Đào, Hàn Trang khiến nhiều khán giả bán tin bán nghi. Hiện, thông tin này chưa được xác nhận từ phía đạo diễn Vũ Minh Chí cũng như ekip sản xuất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.